Chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên cho anh em một cặp loa bút sale đến từ hãng Panasonic nha anh em. Cặp loa được tách từ một bộ vàng mini Panasonic nha anh em. Cặp loa có model là SB BM2. Công suất của cặp loa, nghĩa là loa trép, loa bass đều bằng công suất là 30W, cộng lại là 60W. Một thùng này là 120W một cặp này nha anh em. Dòng này được sản xuất tại Nhật luôn nha. Số series thì trùng nhau nha anh em. 598 598 trùng series nha anh em. Đó. Lo về trong tình trạng còn đẹp nha. Cái này là không phải bể gì nha anh em, có nghĩa là đây là cái gỗ gỗ giấy. Cái dấu này là mớp do họ cột cột dây đai, họ kịch kiện lại đó. Nó bị mớp vậy thôi chứ không có phải bị bể nở nha anh em. Đó. Rồi sau là góc cạnh vuông vức hết nha, còn đẹp nha anh em, tem mác đầy đủ. SBBM2, cặp loa được tách từ bộ vàng mini loa Panasonic hai đường tiến hai quay. Thiết kế một loa bass là 11 cm, màng bass lõm, màng nhựa nha chứ không phải carbon nha anh em. Đó. Gân này là gân cao su, nhưng dòng này về nó đã bị mục gân, mình đã thế một cái gân mút cho em nó và được thay gân tại cơ sở loa sửa loa dị khùng nổi tiếng ở Sài Gòn quận 10 nha anh em, nên anh em yên tâm về chất lượng. Và một con chép nhựa, chép này cũng khá là to để mình đo chắc cột 6-7 cm nha anh em. Bass là bass 11 nha. Đúng rồi, chép này là chép 6 cm nha anh em. Bass 11 đây. Đó. Bass 11 đó. Cặp loa được thiết kế cũng khá là đẹp. Thiết kế với vân gỗ màu vàng nhẹ nhẹ. Đó. Mặt tiền mặt nạ là một cái mặt nạ màu xám bạc nha anh em. Dòng này về thì lưới căng còn đầy đủ nha. Này, có một bên thì rách một số chỗ ngay cái góc cạnh thôi. Còn cái bên đây còn đẹp nha. Cũng còn logo Bana đầy đủ ở dưới luôn. Đó, cái bên đây nó bị rách ở trên đây thôi. Đó. Còn nhiêu là còn đẹp hết nha, không gãy cái gì hết nha anh em. Đó, về đẹp. Dòng này là đẹp nha. Chép này tiếng rất là hay nha. Anh em nãy nghe một đoạn clip test nhạc sôi động, nhạc mạnh remix nha. Cái bass con này đánh rất là lực nha. Nãy thử nhạc remix nó đánh khá là lực. Và dòng này là cái lỗ thông hơ lo bass nó nằm ở dưới đáy lo nha anh em. Đây. Đó. Nằm dưới đáy lo vậy nè. Nên nó có một cái chân đế nhựa. Đó. Người ta là thiết kế thường là lo một là lỗ thông hơ ở phía trước mặt tiền lo hay là phía sau. Còn này là nó thiết kế dưới đáy. Nó giống như là thì giống như kiểu thiết kế lo súp đó nha anh em. Đó. Lo súp nhưng như nó dội hơi xuống dưới mặt mặt nền nha. Cũng khá là hay. Dòng này anh em về có thể ghép những cái mini, cái cục vàng để chơi nghe nhạc là bình thường, rất là hay luôn. Nhỏ gọn, anh em cần một đôi lo nhỏ gọn để nghe nhạc. Dòng này thì mình test thì thấy nó cũng phù hợp nhiều thể loại nha anh em. Bolero cũng hay, nhạc acoustic cũng hay, nhạc hòa tấu cũng hay. Mình có thể chơi trong phòng, dòng này 120W thì cũng có thể chơi phòng lớn lớn 20-30 m² chuyện bình thường nha anh em. Anh em có nhu cầu thì đang tìm một cặp loa nhỏ gọn để ghép với cục vàng mình có sẵn, hay là cần một bộ dàn nghe nhạc nhỏ nhỏ, nhạc kiếm một đôi loa hàng bãi về ghép với amply nhỏ nhỏ, đây là một lựa chọn quá phù hợp nha anh em. Ghép cái amply mini hoặc là có nhà có amply sẵn nó cũng ghép ok, dòng này cũng rất là dễ ghép. Những cái dòng loa hàng bãi của Nhật tách từ bộ vàng hay là loa Nhật thì nó nói chung nó dễ 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 phối ghép nha. Loa nhỏ nhỏ này là amply vài chục watt là hát ok,
chứ không cần công sức lớn lao gì đâu nha anh em. 60-70W, 80W là nó đánh được cặp loa này thoải mái rồi, những âm ly mini mà anh em có sẵn thì đánh luôn. Nhiều anh em cứ hỏi sợ những cái âm ly công suất lớn có ghép được cái này không, mình thưa là ghép được hết. Thì loa nhỏ thì mình mở volume vừa đủ cái công suất cái loa này hát thôi, mình thấy nó cảm thấy nó quá rè thì mình nhặn nhỏ vừa đủ nó rung bằng loa thôi, chứ đâu phải là âm ly 400-500W ghép với thằng này cái gắn bao nhiêu volume mình dặn lên hết cho nó cháy đâu nha anh em. Anh em nhiều cái hiểu hiểu lầm, cứ âm ly thiệt là lớn không ghép được cái gì vẫn ghép hát được. Thì anh em cứ cứ vặn vừa vừa đủ công suất ra của cái loa này thôi, ai biểu mà dặn bao nhiêu volume chơi hết bấy nhiêu thì loa nó phải cháy thôi, cái nào cũng vậy thôi. Đó, rất là dễ ghép nha, góc cạnh con này còn ok tất cả nha. Rồi mình xin báo giá luôn, mình bán cặp loa này là 600. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại mình 0938782092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình, anh em cọc thì mình mới gỡ hàng đi hàng nha anh em. Số điện thoại mình để trên góc trái màn hình, anh em có thể kết bạn Zalo để cho mình trao đổi chi tiết hơn về cái cặp loa này nha. Đó, nhìn cái chấu để gài cái lưới căng cũng là rất chất lượng nha anh em. Đó, inox luôn. Chép này nhìn nó rất là đẹp nha. Nó chép nhựa, nó có một cái mũi nhọn nhọn như cái đầu đạn vậy đó. Đó. Tiếng khá tốt nha. Đó, đặc biệt là dòng loa này được sản xuất tại Nhật luôn, anh em cần một cái những cái loa hay là cái dụ vàng mà thiên sản xuất rặt ở nội địa Nhật thì đây là một lựa chọn. Đó. Còn sản xuất Trung Quốc mình thấy cũng ok, công nghệ Nhật hết. Họ đặt nhà máy Trung Quốc, nhiều anh em cứ bảo là hàng bãi là Nhật là phải đòi rặt Nhật, là giờ cũng hơi hơi khó nha anh em. Đa số hãng điện tử Nhật nó giờ nó cũng đặt gia công nhà máy ở Trung Quốc hết, hoặc là các nước Đông Nam Á của mình giống như Thái Lan, Malaysia chẳng hạn. Đó, giờ họ xuất về nước họ chứ đâu phải chính thống, mà đa số hàng những cái dòng lợi sau này là sản xuất Trung Quốc hoặc Mã Lai anh em, chứ Nhật nó giá nó còn cao dữ lắm. Đó, mình thấy cái cặp loa này quá ok quá đẹp. Đó, trưng bày cũng rất là hay. Rồi sau đây mình sẽ test thêm một hai bản nhạc cho anh em nghe lại chất âm, sau đó kết thúc clip nha anh em. Thank you.
test một bản nhạc bolero và tấu một bản nhạc tình. Thì cặp loa mình thấy thể hiện quá là tốt, ok. Mà đặc biệt mình đang ghép như một con ly công suất lớn luôn, 200W audio nằm phía bên kia nha anh em. Đó đó là mình ghép đa số con ly này là lo về là cặp nào mình cũng quất cái con ly đó, ghép con đó không nhỏ lớn đều ok hết. Đó là công suất lớn thì mình đó mình dặn con đó là 60 volume 60 luôn, đó nghĩa là hơn nửa volume luôn. Rồi đánh cặp loa này vô tư đó, mình vặn sao mà con mình thấy cảm thấy cái loa nó vừa, nó không có bị rè là ok. Còn mà loa nó rè mà anh em cứ để volume càng lớn thì nó một hồi nó phải nóng cái con lên nó cháy cháy loa thôi là chuyện bình thường. Rồi nói tại sao loa dởm loa này loa nọ là do mình ghép và mình phát hát như thế nào, cứ đâu phải loa nhỏ rồi là đi bao nhiêu chơi bấy nhiêu nha anh em. Đó, cặp này rất là dễ ghép luôn, đẹp nữa. Rồi mình xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của mình. Hẹn anh em một clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại nha.